Thưa quý vị, sáng nay ngày 19 tháng 7, ngày đầu tiên tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện công văn số 4444 UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, tạm thời giải quyết cho các nhà quản lý, chuyên gia, người lao động làm việc tại các cơ sở sản xuất, những người lao động có hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam đang làm việc tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được về nhà, nơi lưu trú và ra lại Đà Nẵng mà không bị cách ly. Tại các cửa ngõ giáp ranh hai tỉnh thành Quảng Nam, Đà Nẵng, tình trạng người dân tranh thủ về nhà rất đông, đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại các chốt kiểm dịch cửa ô ra vào thành phố. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại chốt kiểm dịch C10, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Từ sáng sớm, người và phương tiện xếp hàng dài, nối đuôi nhau trên đường Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn để được vào tỉnh Quảng Nam. Do công tác kiểm dịch, khai báo y tế tại chốt phía Bắc huyện Điện Bàn chưa chu đáo, việc còn khai báo thủ công bằng giấy nên lượng người tập trung tại cửa ngõ ra thành phố ùn tắc cục bộ. Phương tiện ô tô hạng nặng xếp đến 4 làng, kéo dài từ điểm chốt phía Bắc huyện Điện Bàn đến ngã tư Tam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Gần nay là ùn tắc thấy 20 phút gần nửa tiếng đó. Tình hình thấy dịch bệnh mà chẳng ở đây là lâu, mất thời gian anh xe cộ quá. Phải có một cái biện pháp gì mà tháo gỡ cho nó nhanh. Bây giờ anh em đi lái xe thì họ chấp hành là xét nghiệm đầy đủ, giấy tờ PCR cả xét nghiệm nhanh. Nhưng mà mình có một cái văn bản chính thức là thông báo một cái giấy hoặc là một ký hiệu gì đó trên xe để anh em nó tháo gỡ vận tải. Còn ai không chấp hành thì cứ phạt. Cái lưu lượng phương tiện kiểm tra nó ùn ứ tại cái điểm kiểm tra chốt kiểm dịch giữa giáp ranh giữa Quảng Nam và Đà Nẵng. Thủ tục để đảm bảo vào khu vực Quảng Nam nó chặt chẽ hơn, cho nên cái thời gian mà kiểm soát nó sẽ lâu hơn và cái lưu lượng ùn tắc từ cái hướng Đà Nẵng về Quảng Nam nhiều phương tiện, cho nên thời gian từ sáng hôm nay là cái lưu lượng xe nó ùn ứ tại chốt cho đến tới Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Trần Đại Nghĩa. Ngược lại với phía vào tỉnh Quảng Nam, phía ra thành phố Đà Nẵng, lưu lượng người và phương tiện đến thành phố rất thông thoáng. Nhờ dự báo trước ngày này, lượng phương tiện đến thành phố tăng cao, nên các chốt chặn ở cửa ô phía Nam Đà Nẵng được tăng cường lực lượng, tổ chức đo thân nhiệt từ xa, yêu cầu lái xe phải tuân thủ nguyên tắc 2 điểm một tuyến, khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc khi về nhà hoặc nơi lưu trú và khuyến khích khai báo bằng mã QR code nên thủ tục nhanh gọn. Nhờ cái công tác là dự báo ở trước là ở tại cái chốt Đà Nẵng đã trang bị máy móc, các mạnh thường quân người ta ủng hộ về máy móc là đo thân nhiệt và máy để quét mã QR, nó phân luồng, tất cả phân luồng được đến tiếng. Nên nhờ cái sự mà chuẩn bị trước, công tác chuẩn bị và mình nên là mình chỉ xe phương tiện đi qua và quét mã QR hợp lệ là kiểm soát là cho người ta đi, nên tránh đó là tránh cái sự ùn tắc ở địa bàn là cái chốt C10.